Thảo và Tuyết Vinh rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô chào Tuyết Vinh. Dạ chào. Chương trình của chúng ta thì nó có tên là Món Ngon Mỗi Ngày, như vậy Tuyết Vinh có biết làm sao để mà có được món ngon không nè? Nghe câu hỏi của cô Thảo tưởng chừng như đơn giản nhưng mà hình như không đơn giản chút nào đâu nha. Nhưng mà em nghĩ để có được một món ăn ngon thì trước hết chúng ta phải lựa chọn được nguyên liệu chế biến ngon nè, và kết hợp hài hòa các gia vị lại với nhau nữa. Rồi còn gì nữa không? Các món ăn phải phù hợp với hoàn cảnh, thời tiết nè. Chẳng hạn như với chủ đề thực đơn giao mùa thì các món ăn phải phù hợp với thời điểm thay đổi thời tiết trong năm. Cũng đúng rồi đó, nhưng mà chưa đủ. Một món ăn khi mà chúng ta muốn làm cho nó ngon á, thì phải trút hết tình cảm của mình vào món ăn nữa. Tức là khi làm món ăn đó thì chúng ta phải chú ý đến cái sở thích của từng thành viên trong gia đình. Ví dụ như khi làm một món ngon nè, thì mình phải để ý trong gia đình là từ người lớn nè đến trẻ em nè có thích thú đối với món đó hay không. Như vậy thì mình phải dành nhiều thời gian chăm chút thì mới có được những món ăn ngon, phải không cô Thảo? Cũng không hẳn là như vậy, vì tiêu chí của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó là món ngon trong tích tắc mà. Đúng rồi, em luôn nhớ điều đó, và em cũng biết luôn là ngày hôm nay em cũng như là quý vị khán giả sẽ được biết thêm một món ngon trong chủ đề thực đơn giao mùa do chính cô Thảo hướng dẫn nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Trong chương trình hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Tuyết Vinh và cho quý vị khán giả một món ăn ngon, đó là món tôm chiên giòn sốt trứng muối. Để thực hiện món tôm chiên giòn sốt trứng muối thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng 400 g tôm bạc thẻ, một ít rau xanh gồm có xà lách son, củ hành tây, cà chua bi, một ít hành tím bào mỏng, hành lá sắc nhuyễn và không thể thiếu hai cái lòng đỏ trứng muối tán nhuyễn. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị các loại gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Trứng muối mua về thì quý vị khán giả sẽ luộc chín đi, và chúng ta sẽ lấy chỉ có cái phần lòng đỏ không thôi, sau đó rồi tán ra cho thật nhuyễn. Đây, phần này cô đã tán sơ qua rồi, chắc là nhờ Tuyết Vinh tán giúp cho cô cho thật nhuyễn. Để làm món tôm chiên giòn sốt trứng muối này á thì là cần phải chọn tôm bạc thẻ thì món ăn mới ngon, bởi vì tôm bạc thẻ đó thì có phần vỏ mỏng, và khi mà chúng ta tẩm gia vị hoặc là tập bột tẩm khô vào á thì là gia vị sẽ dễ thấm và sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tôm này khi chúng ta mua về rồi thì quý vị khán giả sẽ cắt bỏ cái phần đầu và cái phần râu cũng như hai con mắt ở trên cái đầu tôm đi, là vì phần đó rất là cứng, ăn không có ngon. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo nè, cô đã chuẩn bị sẵn rồi, là chúng ta chẻ cái phần lưng tôm ra và bỏ cái phần chỉ đen đi. Giai đoạn kế đó là khi mà chúng ta đã thấm ráo cái phần tôm rồi thì chúng ta chuẩn bị một cái hộp nè. Cô sẽ xé một cái gói bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit ra, sẽ cho hết cái phần tôm này vào và chúng ta lắc đều cái phần tôm này, và phần này là cái phần mà Tuyết Vinh dành làm nãy giờ đó. Em rất là sẵn sàng giúp cô những cái việc mà khó khăn như thế này á. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục đặt một cái chảo lên bếp và chúng ta cho dầu vào nhiều một chút xíu để chúng ta chiên. Thì khi mà chảo ngập dầu như thế này cho tôm vào thì tôm sẽ chín đều cả hai mặt rất là nhanh. Cà chua bi á, chúng ta sẽ cắt ra làm tư. Kế đó là chúng ta sẽ cắt mỏng cái phần củ hành tây này. Củ hành tây này chúng ta sử dụng để ăn kèm chung với lại món tôm chiên giòn sốt trứng muối như là một loại salad. Cho nên sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ ngâm qua nước có pha với một ít đá như thế này. Khi dầu đã sôi rồi chúng ta sẽ lần lượt gấp từng con tôm và chúng ta cho vào để mà chiên. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là đối với món tôm chiên như thế này thì chúng ta cho dầu vào ngập dầu. Chúng ta bật bếp lớn lên để tôm vàng ngay cái lớp bên ngoài. Sau đó chúng ta để lửa nhỏ một chút cho tôm giòn đều. Rồi bây giờ cô sẽ vớt tôm ra. Chúng ta chuẩn bị sẵn một cái dĩa có giấy thấm dầu. Quý vị khán giả sẽ trút hết cái phần tôm này ra. Chúng ta sẽ sang công đoạn kế là chúng ta sẽ làm phần dầu giấm. Chúng ta sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng canh nước nè nha. Kế đó cô sẽ tiếp tục cho 2 muỗng canh đường. Cô sẽ cho vào khoảng 1 muỗng rưỡi giấm gạo Lisa. 1 muỗng dầu ăn nữa. Thêm một chút xíu muối. Chút tiêu nữa. Bây giờ giúp cô trộn cho thật đều phần này lên. Để cho cái phần sốt dầu giấm này thơm ngon hơn nữa thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 1 muỗng cà phê. Củ hành tím bào mỏng này chúng ta cho vào ngâm chung với lại cái phần dầu giấm này. Chúng ta sẽ đặt lên bếp một cái chảo. Bây giờ chảo đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 3 muỗng canh dầu. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là cái lượng dầu khi chúng ta cho vào để làm sốt trứng muối cần phải hơi nhiều một chút xíu, là vì cái lượng dầu nhiều mới đủ để làm cho cái phần trứng muối này nổi bông lên, và như vậy món ăn của chúng ta mới đẹp mắt. Và cô sẽ cho hết cái phần trứng muối này vào. Chúng ta cho trứng muối vào và chúng ta đánh đều, và khi mà trứng nổi bông như thế này đó
chị sẽ trút hết cái phần tôm vào ngay. Kế đó, xóc tôm lên. Tắt bếp và cho hết phần hành lá này vào. Trộn đều một lần nữa, xóc một lần nữa. Rồi bây giờ cô lấy một ít cái salad bằng salad son với lại cà chua bi và hành hồi nãy mình vừa mới trộn xong, cho ra một cái dĩa đen nè. Món này ăn kèm với lại muối tiêu cho nên cô sẽ để một cái chén muối tiêu ở giữa. Và bây giờ cô sẽ xếp phần tôm này vào. Rất là đẹp đó cô Thảo. Món ăn đã hoàn tất. Đây, cô đã gấp sẵn một con tôm cho Tuyết Minh rồi nè. Cảm ơn cô. Cô Thảo ơi, tôm chiên á thì vỏ bên ngoài vẫn rất là giòn nè, mà thịt ở trong thì mềm và ngọt nữa, kết hợp với có một chút vị mặn mặn của trứng muối nè và bột tấm câu chiên giòn Aji Quick nữa, làm cho món ăn trở nên lạ miệng và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thêm một phần nữa đó là vị chua ngọt của dầu giấm và các loại rau củ. Món ăn này đúng là không chê vào đâu được. Món ngon, giao mùa. Và quý vị khán giả của chương trình cũng đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình chúng ta ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn. Hai cách mà quý vị có thể liên hệ với chúng tôi đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại là 083-823-7557. Cô Dự Thảo và Tuyết Vinh xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.